Rồi, chào mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cái bài giảng thứ 30 của chúng ta. Thì cái chuyên đề này là cái chuyên đề khá là quen thuộc. Đó là những cái bài toán suy luận logic. Thì những cái dạng này thì là rất là nhiều dạng toán. Đấy thì thầy đã cố gắng chọn lọc những cái bài toán mà nó có những cái câu hỏi thú vị và hay để đưa ra đây. Và cũng như là một số cái dạng toán mà nó khá là thường xuyên được hỏi trong cái dạng toán logic này. Thì chúng ta đã bàn luận trong ngày hôm nay. Thế thì trong cái bài giảng này thì thầy chỉ chọn được, bởi vì cái thời gian có hạn nên là thầy chỉ chọn được những bài toán điển hình thôi. Thì chúng ta còn chủ yếu là chúng ta sẽ trong phiếu của thầy thì thầy đã chọn lọc và cũng như hệ thống lại các dạng toán logic từ level dễ đến level khó. Thế thì chúng ta cố gắng tải cái đấy về nhờ bố mẹ để in ra cho chúng ta làm đầy đủ trong đấy, được chưa? Còn trên đây thì thầy sẽ hướng dẫn một số cái bài điển hình cũng như là cái lời giải, cách giải mẫu chúng ta nhé. Thì cái việc mục tiêu duy nhất là gì nhỉ? Hình thành khả năng suy luận, phản biện và phân tích những thông tin mang tính mâu thuẫn, được chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ sau khi học bài này thì thầy hy vọng chúng ta sẽ có được một số khả năng suy luận, phản biện, đúng không? Dựa trên một số cái luồng thông tin, có luồng thông tin là chính xác, có luồng thông tin là không chính xác, thì chúng ta phải biết suy luận, kết nối những thông tin, được chưa? Nhá. Thì hướng dẫn học bài thì cũng giống như là các video trước, chúng ta cứ xem video, nhá. Thì sẽ giảm đủ chậm, đủ kỹ để chúng ta có thể hiểu được nội dung lý thuyết như là cái giải một số bài mẫu. Sau đó thì chúng ta sẽ trong khi cùng thầy học thì chúng ta sẽ cầm theo giấy và bút để ghi chép nhé, và làm bài tập. Để xem xong video chúng ta sẽ in phiếu làm bài tập đầy đủ. Thì cuối tuần thầy lại gửi đáp án của bài trước và làm tiếp bài mới cho mọi người nhé. Thì cái đợt dịch chắc là còn dài, thì thầy hy vọng rằng những cái video thầy làm cũng có thể giúp mọi người phần nào trong cái việc học tại nhà nhé. Đấy, cái chuyện cười của chúng ta cũng không biết mọi người có hiểu câu chuyện cười này không, có thể cứ kể nhé. Đấy thì trong giờ học thực hành về phương pháp, phương thức lây lan về các biểu hiện bệnh COVID-19 đấy, thì thầy tự cách ly trong lồng kính cùng bầy rơi đang mang bệnh, hướng về phía dưới lớp nói rõ ràng. Các bạn học sinh hãy chú ý đến từng chi tiết, từng thao tác và từng biểu hiện của thầy nhé. Hãy nhớ rằng ghi chép thật đầy đủ cho thầy, vì chắc thầy chỉ dạy bài này có một lần thôi. Thì không biết có hiểu không, thôi chuyện cười nhẹ nhàng để chúng ta có một cái gì đó vui vui nhé trước khi đọc bài, được chưa? Rồi, đây là toàn bộ những cái nội dung từ mới của chúng ta trong ngày bài học ngày hôm nay, được chưa? Chỉ quanh đi quẩn lại về một số cái dạng toán nói dối nói thật, đúng không? Đã có những cái từ như sau: lie là nói dối nhé, tell the truth là nói thật, statement là lời phát biểu, đúng không? At least là ít nhất, ngược lại thì ít nhất đó là at most, là nhiều nhất nhé. Thì cung cấp chúng ta hai cái cụm từ, thì như là thầy cũng đã đề cập đến cái này trong những cái buổi học ở trên lớp của chúng ta nhé. Đó là thì either A or B, hoặc là A hoặc là B. Ngược lại thì nó đó là gì nhỉ? Neither A nor B,
nhé, không A cũng chẳng B, được chưa? Đấy. Nhớ là chúng ta đi từ dưới xuống trên, dưới chúng ta chỉ cần thêm chữ N này, nhé. N tức là phủ định một cái trên, đúng không? Đây, either thêm N thành neither, còn O thêm N thành no, được chưa? Rồi, xong rồi nhé. Thì trong trong cái level 1 ấy chưa có gì quá khó khăn cả nhé, thì chúng ta đi vào dạng bài toán đầu tiên, được chưa? Đấy. Thế bây giờ này, trong bài thứ nhất có 3 học sinh đang nói về cái những cái thú cưng của họ, đúng không? Thú nuôi trong nhà ấy. Giác bảo là gì nhỉ? Chúng ta có một số từ mới đây, pet. Có vấn đề gì cái này có vấn đề về từ vựng, chắc là thầy chưa chỉnh ở đây rồi. Pet là vật nuôi nhé, được chưa? Rồi thì Giác bảo là con vật nuôi của tôi không sống dưới nước, được chưa? Joe lại nói gì nhỉ? Vật nuôi của tôi lại đẻ trứng, đúng không? Lay eggs, lại đẻ trứng. Bây giờ chúng ta sẽ xác định được đâu là con vật nuôi của ai, được chưa? Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ sang lời giải, đúng không? Thì giờ cái dạng này đó là tất cả thông tin họ cho là thông tin đúng, không có ai nói dối ở đây cả nhé. Lát nữa chúng ta sang level cao hơn thì nó sẽ có cái dạng mà cho 2 hay 3 thông tin, mà tuy nhiên thì trong đấy có chỉ có một thông tin đúng hoặc một thông tin sai, mọi người nhé. Lát nữa thầy sẽ phân tích kỹ hơn về cái dạng đó. Bây giờ dạng này là toàn bộ thông tin đều đúng, được chưa? Thế bây giờ này, anh Giác bảo là vật nuôi của tôi không sống dưới nước, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ xác định luôn đó là không sống dưới nước. Vậy Giác, cái con vật nuôi của Giác, đúng không? Chỉ có thể là gì? Chỉ có thể là đây thì chỉnh sửa cái này luôn nhé. Đây. Thì con vật nuôi của Giác ấy là không sống dưới nước, vậy con vật nuôi của Giác hoặc có thể là con mèo, đúng không? Thể ghi tạm đây này, Z này, hoặc có thể là con gì, con gà, đúng không? Không sống dưới nước nhé. Tiếp tục, chúng ta có cái gì? Joe lại nói con vật của tôi đẻ trứng, đúng không? Bây giờ con vật của tôi đẻ trứng, đúng nhỉ? Thì con vật Joe này, con vật của Joe đẻ trứng thì có thể là gì? Có thể là đây, Joe đây, đúng không? Hoặc có thể là gì đây? Joe đây. Sorry. Con có cá gì đây? Cá heo, đúng không? Cá heo thì đẻ con. Nhá. Thì đẻ trứng là chỉ có thể là con gì? Con gà. Được chưa? Đấy. Vậy từ đây chúng ta đã loại được cái trường hợp mà con vật của Giác đó là gì nhỉ? Con vật của Giác là đẻ gì? Là con gà, đúng không? Vậy ở đây thầy đã loại được cái đáp án này, được chưa? Vậy bây giờ chúng ta có Giác là con mèo, Joe là con gì? Là con gà, và chắc chắn Bob ở đây là con gì? Một cái heo, đúng không? Nhá. Đấy, sao? Bây giờ chúng ta có cái đáp án, được chưa? Đó là con vật của Giác là con mèo, Joe là con gà, và Bob là con cá gì? Cá heo đây nhá. Rồi, xong, chúng ta sẽ sang bài 2, được chưa? Khi sang bài 2 này, chúng ta có 3 người đang nói chuyện với nhau, được chưa? Thì A nói rằng tôi là một người đàn ông,
còn tức là con trai đấy, mà không, tôi không đi làm bây giờ, tức là bây giờ có nghĩa là gì, tôi không, chưa đến tuổi là đi làm, đúng không? Được chưa nhỉ? Và B nói là gì, tôi cũng thì không đi làm ở cái tuổi này, được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ có này, ở đây chúng ta có hai, đúng không, hai người đàn ông ở đây, được chưa? Một người bác sĩ, đó là đã đi làm rồi, và một người là học sinh, cậu học sinh trai này, nam này, chưa đi làm, được chưa? Vậy đây chính là cái mấu chốt của bài toán này, được chưa? Đấy, vậy cái ông, cái anh A này, chúng ta có thể nói rồi, chính là cậu học sinh ở đây, đúng không? B là bảo tôi cũng không đi làm, được chưa? Vậy còn lại hoặc là B hoặc là C, đúng không? B bảo tôi không đi làm, vậy chắc chắn gì? B là bạn nữ này, đúng không? Và cuối cùng còn lại C chính là gì? Chính là bác sĩ đây, đúng không? Vậy chúng ta sẽ cùng thầy để viết đáp án vào nhé. Rồi, thầy nói lại nhé. Đó là A nói là gì? A nói là tôi là con trai mà tôi không đi làm. Thì chắc chắn A ở đây, đúng không? Thì đây chính là A, đúng không nhỉ? Sau đó thì B nói là gì nhỉ? Tôi cũng không đi làm. Vậy B có hai người còn lại là B hoặc C. Thì đây thì chỉ có bạn nữ này thôi là không đi làm, đúng không? Thì B ở đây là ở vị trí này và C ở vị trí này, đúng không? Ở đây chính là đáp án của chúng ta nhé. Được chưa nhỉ? Rồi, rất rất đơn giản đúng không? Là bài tập thứ ba này, chắc là cái level một này thì thầy sẽ chữa ba bài thôi nhé. Thì các câu hỏi dần dần là giống nhau, chúng ta phải loại trừ thôi. Bài thứ ba này, ba người nói về cái môn thể thao yêu thích của họ, đúng không? Thì Ine nói là gì nhỉ? Cái môn thể thao của tôi, yêu thích của tôi ấy, là sử dụng cái vợt, được chưa? Đấy, cái vợt mình chỉ có thể khẳng định là cái môn thể thao của Ine là hoặc là môn thể thao thứ nhất này, hoặc là môn thể thao thứ gì, thứ ba này, đúng không? Kết lại nói gì nhỉ? Môn thể thao yêu thích của tôi sử dụng gì? Sử dụng một quả bóng, đúng không? Đấy, trong ba cái môn thể thao này chỉ có một môn thể thao sử dụng bóng thôi. Được chưa? Vậy mình xác định luôn là kết. Sau khi xác định cái môn thể thao của kết rồi ấy, chúng ta loại luôn được cái trường hợp thứ hai của cái môn thể thao của Ine, đúng không? Thì chúng ta xác định được luôn cả cái này và còn lại chính là của bạn John, đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng thầy làm nhé. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ điền đáp án cùng thầy. Đây, nói lại này, Kine bảo là gì? Môn thể thao của tôi là dùng vợt, đúng không? Tôi thích là dùng vợt. Đây chính là hoặc là cái này hoặc là cái này, được chưa? Một kết bảo là gì? Là môn thể thao của tôi dùng một quả bóng, có một quả bóng, đúng không? Vậy trong ba cái này chỉ có cái này là quả bóng thôi. Kết ở đây đồng nghĩa với việc mình phải loại trừ cái gì? Trường hợp của Ine này ra, đúng không? Và cái cuối còn lại đó là gì nhỉ? Của John chính là cái khúc quân cầu à, đúng không? Đấy, về đây cũng là chính là cái đáp án của chúng ta nhé. Rồi, đấy.
cái dạng này rất là đơn giản thôi, là tất cả những cái thông tin đều đúng và chúng ta cứ loại bớt dần thì thôi nhé. Rồi giờ chúng ta sẽ sang cái level 2 được chưa, nó sẽ tăng đến độ khó hơn một chút nữa. Rồi sang level 2 này. Bài 1 nhé, chúng ta sẽ có hai chú vịt đứng trước một chú vịt, đúng không? Hai chú vịt đứng sau một chú vịt, và đúng không, và có một chú vịt ở giữa, được chưa nhỉ? Hỏi ít nhất có bao nhiêu chú vịt, đúng không? Có in front ở đằng trước này, behind ở đằng sau, và at least là ít nhất, được chưa nhỉ? Đấy, bây giờ nếu mà mình cứ đếm như bình thường nhé, là hai chú vịt đứng trước một chú vịt, mình vẽ hai chú vịt ra đứng trước một chú vịt, đúng không? Nó là ba chú vịt rồi. Còn hai chú vịt lại đứng sau một chú vịt, sau cái chú vịt đó lại thêm hai nữa, là cộng thêm 5, đúng không? Tức là mình sẽ lấy cái chú vịt đang nói đến ấy, đang so sánh, đúng không? Vị trí làm chú vịt ở giữa, đúng không? Tuy nhiên bài toán chúng ta yêu cầu là gì? Ít nhất, đúng nhỉ? Liệu cái đấy đã ít nhất chưa? Được chưa? Bây giờ thầy có cái phương án giải như sau. Đó là hai chú vịt đứng trước một chú vịt, đúng không? Thì đây, đây chính là cái hai chú vịt đây nhé, hai chú vịt. Đấy, hai chú vịt đứng trước một chú vịt, đúng không? Sau đó thì hai chú vịt đứng sau một chú vịt. Bây giờ nếu mà trong trường hợp mình mà thêm hai chú vịt đây nữa, đúng không? Thì chắc chắn lại là gì nhỉ? Lại hơi nhiều chú vịt, đúng không nhỉ? Thầy có cái cách sau này, đó là hai chú vịt đi sau một chú vịt thì thầy lấy lại thay đổi cái chú vịt mà mình đang lấy ra để so sánh, đúng không? Thì đây cũng là thỏa mãn điều kiện đề bài, đó là hai chú vịt đi sau một chú vịt, đúng nhỉ? Và cuối cùng là một chú vịt ở giữa, được chưa? Thì thầy lúc đó thầy lại lấy cái chú vịt gì nhỉ? Cái chú vịt ở giữa này, làm chú vịt ở giữa luôn, đúng không nhỉ? Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ có đây. Vậy với ba chú vịt thầy đã hoàn toàn có thể làm tất cả các điều kiện đều bài thỏa mãn, đúng không? Hai chú vịt đi trước một chú vịt, đúng không? Hai chú vịt đi sau một chú vịt, và có một chú vịt ở giữa. Đấy, tất cả điều kiện đều bài đều được thỏa mãn, được chưa nhá? Nếu mà làm theo cái tư duy ban đầu của chúng ta ấy, là hai chú vịt, tức là cái chú vịt mà mình lấy ra để so sánh luôn luôn là một chú vịt ấy, thì chúng ta có nhiều hơn ba chú vịt, đấy không phải là đáp án ít nhất, đúng không nhỉ? Nhé, đây ví dụ luôn, nếu mà mình lấy ví dụ là hai chú vịt đi trước một chú vịt và hai chú vịt đi sau một chú vịt, đây, đấy, hai chú vịt đi trước một chú vịt, đúng không? Và hai chú vịt đi sau một chú vịt, đúng không nhỉ? Thì lúc đó không phải là ba nữa rồi, mà lại là gì, 5 chú vịt rồi nhé, không phải là đáp án ít nhất, được chưa? Vâng, rồi về đáp án chúng ta là gì, đáp án chúng ta là ba chú vịt nhé. Rồi giờ tiếp đến chúng ta sẽ sang bài thứ hai, được chưa? Đáp bài số 2, chúng ta có 5 người finish và hoàn thành này. Chưa? Order là cái thứ tự nhé. Chúng ta không dịch ở đây cái từ order này, chúng ta thường thường dịch trong cái việc mà chúng ta sử dụng nhiều trong cái việc chúng ta gọi gọi hàng, đúng không? Đặt hàng trên mạng hay là gọi hàng đồ ăn hay là đồ mặc gì đó về, đúng không? Nhưng tuy nhiên trong toán học thì nó thường sử dụng cái từ này theo nghĩa là thứ tự nhé, thứ tự thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Được chưa? Thì 5 người này đang ăn táo, đúng không? A
ăn xong trước B nhưng mà lại thì nhỉ ăn sau C, được chưa? D lại ăn trước E nhưng mà lại gì nhỉ ăn sau gì sau B nhé. Để hỏi cái thứ tự năm bạn này kết thúc như thế nào, đúng không? Thứ tự xem bạn nào ăn xong trước, được chưa? Đấy, thế thì bây giờ mình sẽ dùng cái sơ đồ thôi nhé, mình sẽ dùng cái mô hình sơ đồ, được chưa? Đây có năm bạn, đây thì để chúng ta vẽ thêm một bạn nữa. Đây chúng ta vẽ thêm một bạn nào, vẽ thêm một bạn E nữa đi. Đây, như bạn này là bạn E này. Đây là bạn E nhé. Rồi. Rồi, đây là bạn E, đúng không? Đã có 5 bạn, bây giờ mình cứ vẽ hình ra thôi. Thầy mô tả ở đây để cho nó sinh động một chút, nhưng mà tuy nhiên thì trong khi chúng ta làm bài, chúng ta không cần phải vẽ đâu, mất thời gian nhé. Bây giờ A trước B, đúng không? Vậy bây giờ là A trước B. Thì đây nếu mà chúng ta mô tả cái này là cái thời gian đi nhé, được chưa nhỉ? Vậy A trước B, vậy tức là A phải đứng trước B. Đây, ví dụ đây A đứng trước B, đúng không? A xong trước B mà thời gian nó sẽ trôi theo cái chiều từ trái qua phải, đúng không? A sẽ xong trước B, đúng nhỉ? Nhưng mà A lại gì? Sau C nhé. Đây ví dụ A B đây, mình không biết ở giữa xem như thế nào mà lại sau gì? Sau C đấy. Bây giờ chúng ta sẽ có cái thông tin là A, B, A và C như thế này, đúng không? Có thể mình sẽ thay đổi thêm một chút nữa nhé. Những người ở giữa, đúng không? Tiếp tục là D trước E nhưng mà lại sau gì? Sau B, đúng không? D trước E nhưng mà lại sau gì? Đấy, bây giờ chúng ta chắc là không liên quan đến C với ai rồi nhé. D lại trước E, đúng không? Đây, D trước E nhưng mà lại gì? Sau gì? Sau B, đúng không? Đấy, thế này thôi. Thì những bài này cũng đơn giản thôi, đúng không? Vậy đáp án chúng ta là gì? C, A, B, D, E, đúng không nhỉ? Nhé. Kiểm tra lại nào, có đúng không? A trước B mà lại gì? Sau C, đúng không? D lại trước gì? Trước E mà lại gì? Sau B, đúng không nhỉ? Ở đây chính là cái thứ tự mà chúng ta đang cần tìm, được chưa? Rồi, đang đến bài tiếp theo. Bài này hơi hơi trừu tượng một chút, đúng không? Lại hơi đánh đố về cái mặt ngôn ngữ của chúng ta, logic về mặt ngôn ngữ thôi, được chưa nhỉ? Nào, nó bảo là gì nhỉ? Cái ngày mà trước cái ngày mà cách, tức là sau cái ngày đằng trước ngày mai ấy, là thứ bảy, để hỏi hôm nay là thứ mấy, đúng không? Phải nói lại nhé, tức là mình sẽ có cái đầu tiên này, mình xét đến cái ngày trước ngày hôm sau, ngày ngày mai, đúng không? Cái the day before tomorrow ấy, tức là cái ngày đằng trước cái ngày mai, đúng không? Và rồi mình lại quay ngược từ cái ngày đó, mình trở lại 2 ngày. Đấy, là tức là sau cái ngày đó là 2 ngày, đúng không? Đấy, mình tiến lên 2 ngày. Sau tiến lên 1 ngày thì mình sẽ lùi lại 1 ngày. Thì bởi vì nó là the day before mà, đúng không? Đấy.
Thầy nói lại này nhé, để chắc chắn chỗ này chúng ta hiểu. Bây giờ này mình làm, ví dụ mình lấy cái tomorrow làm mốc nhé, thì mình sẽ để ý những cái thông tin này, the day before tomorrow, tức là mình sẽ lùi lại một ngày, đúng không? Một ngày trước cái tomorrow đấy sẽ lùi lại một ngày, được chưa nhỉ? Tiếp tục là mình có 2 days after, đúng không? Thì mình sẽ tiến thêm 2 ngày, đúng không? Bởi vì 2 ngày sau cái ngày mà mình đang nói tới đấy, đúng không? Sau khi tiến thêm 2 ngày thì mình lại phải lùi lại một ngày, bởi vì chúng ta đang nói đến cái the day before, đúng không? Rồi bây giờ để mọi người hiểu rõ hơn thì thầy có một cái minh họa như này, đúng không? Ví dụ đây là today này, đúng không? Thì chúng ta có cái tomorrow ở đây, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ ghi này, đây chính là cái tomorrow nhé. Đây, tomorrow. Được chưa? Đấy, thì cái tắt cái này là tomorrow nhé. Thì bây giờ mình sẽ có 2 cái mốc, được chưa? Thì mình sẽ xác định đầu tiên này, cái là gì nhỉ? Cái the day before tomorrow. Đây, nếu tomorrow đây thì cái the day before tomorrow chính là cái today, đúng không? Nhá, xác định đầu tiên là cái the day before tomorrow mình đã xác định được rồi, đúng không? Tiếp tục này, mình sẽ tiếp tục tính đến 2 days after, đúng không? Tức là sau đó 2 ngày thì mình sẽ tiến thêm 2 ngày thôi. Thế nếu today mình sẽ cái màu đỏ, đúng không? Today mình có rồi, đúng nhỉ? Thì tiến thêm 2 ngày nhé, mình tiến thêm 2 ngày, 1, 2, đây chính là cái ngày mà mình đang nói tới, được chưa? Cái ngày màu xanh đấy nhé, thì cái ký hiệu là cái ngày today đi, được chưa? Đây, thì viết tắt là cái ký hiệu là cái 2 ngày sau, đúng nhỉ? Đấy nhá, 2 ngày sau. Và bây giờ mình lại nói tiếp rồi, the day before, tức là trước cái ngày, ngày này là một ngày, đúng không? Vậy chính là cái tomorrow đây, đúng nhỉ? Vậy cái ngày mà chúng ta đang nói tới chính là cái ngày ngày mai đấy, tomorrow đấy nhá. Và nếu tomorrow mà là Saturday, đúng không? Vậy hỏi ngày hôm nay là ngày bao nhiêu, được chưa nhỉ? Nếu tomorrow là Saturday nhá, Saturday, thì ngày hôm nay sẽ là ngày gì? Friday, đúng không? Đúng nhỉ? Đấy, rất đơn giản thôi nhá. Nó chỉ hơi phức tạp một chút về cái ngôn ngữ thôi, được chưa nhỉ? Rồi mình sẽ kiểm tra lại cái bài này nhé, nó khá phức tạp ngôn ngữ này. Thứ nhất này, mình sẽ xác định tomorrow rồi này, đúng không? Mình xác định đầu tiên đó là the day before tomorrow, đó là chính là ngày hôm nay, đúng không nhỉ? Sau đó thì 2 days after, cái ngày đó, 2 days after, 2 days after tức là 1, 2, đây chính là cái ngày 2 days after đây nhé. Tiếp tục, nhưng mà mình lại nghĩ đến, mình đang nói đến cái the day before, cái ngày đó, đúng không? Thì the day before tức là cái đằng trước đó, chính là cái tomorrow đây nhé, mà là Saturday, đúng không? Vậy hỏi ngày hôm nay chính là Friday, được chưa nhỉ? Ok. Rồi, giờ sẽ sang đến cái bài số 5 này, được chưa nhỉ? Rồi, cái bài số 5 này thì bây giờ chúng ta đọc nhanh nhé. Có 2 bạn nam, đúng không? Người đàn ông đi. Một trong hai người đó mặc một chiếc áo màu đỏ, đúng không? Người còn lại thì mặc áo màu xanh, được chưa? Và một người tên là Andrew, một người tên là Bob, đúng không? Đấy, cái người ở mặc áo màu xanh thì nói là gì?
Tôi tên là Andrew. Người mặc áo màu đỏ thì nói tôi tên là gì? Bob, đúng không? Nhưng mà tuy nhiên thì cái điều kiện đầu bài đây này, điều kiện này là cái điều kiện mà quan trọng này, đúng không? Đó là chúng ta biết rằng ít nhất một trong số họ là nói dối, tức là không nói thật, đúng không? Thì hỏi cái màu áo của Andrew mặc là màu gì, đúng không? Nhớ nhé, ít nhất một trong số họ, vậy có thể là một người nói dối hoặc có thể là cả hai người nói dối, đúng không? Bây giờ mình sẽ đi xét hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là có một người nói dối, đúng không? Được chưa nhỉ? Và cái xét trường hợp thứ hai đó là một người nói thật. Được chưa? À thầy xin lỗi, xét trường hợp một người nói dối, trường hợp thứ hai là một người hai người nói dối. Được chưa? Rồi, giờ nhé, xét trường hợp thứ nhất là một người nói dối, xem là mình giả sử xem có mâu thuẫn gì không, đúng không? Bây giờ thầy giả sử một cách ngẫu nhiên đi, tức là anh đầu tiên này, anh mặc áo xanh này là nói gì? Nói dối. Được chưa? Vậy bây giờ anh mặc áo xanh mà nói dối, tức là anh ta bảo là tôi là Andrew. Vậy mà đây là lời nói dối, đúng không? Vậy chắc chắn anh mặc áo xanh này không phải là Andrew, mà anh áo xanh này sẽ chỉ phải có thể là gì? Bob, đúng không? Nhá. Đấy. Mà tiếp tục sang ý thứ hai. Người đàn ông mặc áo đỏ nói tôi cũng tên là Bob, đúng không? Vậy trong trường hợp này lại hai người tên là Bob à, đúng không? Bởi vì anh này là người nói gì? Nói thật. Mình đang giả sử chỉ một người nói dối thôi, đúng không? Vậy trong trường hợp này anh này cũng tên là gì? Cũng tên là Bob, đúng không? Vậy cả hai tên anh tên là Bob, vậy là sai. Tức là cái điều giả sử của ta là gì? Là sai. Được chưa? Vậy cũng trong trường hợp gì? Cũng trong trường hợp một người nói dối thì thầy lại giả sử cái người thứ hai này mới là người nói dối, đúng không? Thì xem là có mâu thuẫn không nhá. Nếu người thứ hai nói dối này, anh bảo đỏ nói là gì nhỉ? Tôi là Bob, mà chúng ta đang bảo nói anh này nói dối, đúng không? Vậy tức là anh không phải là Bob, tức là anh ấy là gì? Andrew, đúng không? Đấy nhá, anh này là Andrew. Xem nào, sang thông tin anh xanh này, đúng không? Anh màu xanh nói là gì nhỉ? Tôi là Andrew. Được chưa? Mà anh này là người nói gì? Nói thật. Được chưa? Nên anh này cũng là gì? Andrew. Được chưa? Đấy. Vậy trong trường hợp này chúng ta lại có hai người tên là Andrew. Vậy chắc chắn cái điều giả sử chúng ta đều là gì? Là sai. Đúng không? Vậy nếu trong trường hợp mà mình đang nói là một người nói gì? Một người nói dối, thì mình giả sử cả hai hai người nói dối, đúng không? Tức là lần lượt cả hai người, mình giả sử người đầu tiên nói dối cũng không được, người thứ hai nói dối cũng không được. Vậy mình phải khẳng định với nhau rằng chắc là cả hai người này đều nói dối, đúng không? Giờ giả sử nhé, cả hai người đều là người nói dối. Được chưa nhỉ? Bây giờ nếu trong trường hợp cả hai người đều là người nói dối thì tức là cái thông tin của họ đưa ra đều phải là cái thông tin không đúng, đúng không? Mà cái thông tin ngược lại với thông tin đó mới là thông tin gì? Thông tin đúng nhá, nhớ này thầy. Nếu anh đầu tiên mặc áo đỏ, à mặc áo xanh, bảo là tôi là Andrew, mà anh này đang nói dối thì chắc chắn anh này không phải Andrew, đúng không? Mà chụp hai người thì chắc chắn anh này là gì? Là Bob, đúng không? Ok. Và người thứ hai nói này, màu áo đỏ nói này, tôi là Bob, mà anh này đang nói dối, đúng không? Mà vậy chắc chắn anh này không phải là Bob, mà chắc chắn anh này là gì? Andrew. Được chưa? Vậy đấy, vậy
Trong trường hợp này, mình đã chỉ ra được một người Andrew và một người gì? Tên là Bob. Được chưa? Đấy. Vậy, cái trường hợp cả hai người nói dối này mới là đúng, hợp lý đúng không? Bởi vì mình tìm ra được một người tên là Andrew, áo đỏ, và một người tên là Bob, áo xanh. Đúng không? Đấy. Vậy, câu trả lời của chúng ta là gì? Andrew mặc áo gì? Màu đỏ. Nhá. Vậy, câu trả lời của chúng ta là Andrew mặc áo màu gì? Màu đỏ. Answer của chúng ta chính là red shirt, đúng không? Rồi, xong. Đấy, tức là thực ra cái những cái bài logic này này để mà trình bày ra được thì chúng ta nói rất là dài dòng, đúng không? Những cái điều mà thầy vừa mới chia sẻ cho mọi người, hướng dẫn với mọi người ấy, là những thứ mà chúng ta nghĩ trong đầu, đúng không nhỉ? Được thử trong đầu, chúng ta nhát nhanh ra ngoài nhát. Để trình bày được cái này ra để phân tích, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ mất rất là nhiều thời gian để ghi chép. Được chưa? Nhá. Rồi, xong. Chúng ta sẽ sang level 3. Được chưa? Rồi, sang level 3 thì nó sẽ khó hơn một chút thôi. Được chưa nhỉ? Nào, bài thứ nhất của level 3, Abby này, Brad này, Carl và Dana này đang ngồi trên một cái hàng ghế, bốn cái ghế được đánh dấu đánh số từ số 1 đến số 4, được chưa? Một người Joe đứng ngoài nhìn, đúng không? Và nói rằng anh ta đưa ra hai phát biểu. Anh ta nói là Brad ngồi cạnh Carl, đúng không? Đấy, phát biểu của hai phát biểu thứ hai của anh ta là gì? Abby ngồi giữa Brad và Carl. Ok chưa? Đấy nhá. Mà tuy nhiên, đây cái câu mấu chốt ở đây, câu quan trọng nhất ở đây là, đúng không? Tất cả những cái lời nói của Joe đều là lời nói dối. Được chưa? Nhá. Đấy. Và tiếp theo thông tin nữa, đó là gì nhỉ? Thực ra Brad ngồi ở vị trí thứ số mấy? Số 3. Được chưa? Vậy cái thông tin này là cái thông tin chính xác. Đúng không nhỉ? Nhá. Mà và hai cả hai lời nói của ông Joe ở trên đây đều là nói gì? Nói dối, đúng không? Và chúng ta đã xác định vừa nói với nhau rằng một cái thông tin mà được cho là nói dối thì thông tin ngược lại với nó mới là gì? Mới là đúng, đúng không nhỉ? Tức là Brad, anh ta bảo là Brad ngồi bên cạnh Carl. Vậy thông tin ngược lại với nó tức là gì? Tức là thực tế Brad không ngồi cạnh Carl nhá. Đấy. Hay là gì? Abby ngồi giữa Brad và Carl thì thông tin ngược lại của cái thông tin này mới là đúng, tức là thực ra Abby không ngồi ở giữa Brad và Carl nhá. Nhớ được thầy. Đấy. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái lời giải, đúng không? Đấy. Như đầu tiên này chúng ta khai thác cái lời giải, cái ý đầu tiên đó là Brad ngồi ở vị trí số 3 nhé. Bây giờ mình có thể chính thức đúng không, biết được cái ghế của Brad, được chưa? Đấy, xong nhé. Đấy là cái đầu tiên. Bây giờ mình đi phân tích này. Cái câu nói của ông ta Brad ngồi bên cạnh Carl, đây là thông tin sai. Vậy chắc chắn mình suy luận được Brad không ngồi cạnh Carl nhé. Đấy. Bây giờ Carl không thể ngồi số thứ hai, không thể ngồi vị trí số 4, đúng không? Bởi vì cả hai vị trí này là vị trí ngồi bên cạnh Brad. Vậy từ đây mình đã xác định được cái vị trí của gì? Carl, đúng không? Đấy, nhá. Xong rồi. Tiếp tục này, cái ý thứ hai này, Abby ngồi giữa Brad và Carl, và đây là cái thông tin sai. Vậy mình sẽ có thể suy luận được thông tin đúng của nó là gì? Abby thực ra không ngồi giữa Brad và Carl, đúng không? Đây, Brad và Carl, vậy chắc chắn Abby không ngồi đây. Vậy chỉ còn một cái lựa chọn cuối cùng cho gì? Abby. Đó là gì? Ngồi vị trí số 4. Và còn lại cái ngồi vị trí số 2 chính là gì? Dana, đúng không? Được chưa nhỉ? Đấy nhá. Vậy là câu hỏi của họ là gì?
Ai là người ngồi vị trí thứ hai? Bạn có thể trả lời luôn đó là gì? Đó là Đa Na nhé. Vậy answer của bài này đó là gì? Được chưa? Đấy, vậy cùng sau khi một hồi phân tích đúng không? Và sử dụng những cái thông tin họ cho là đã xác định được cái là người ngồi vị trí thứ hai nhé. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang bài số 2. Được chưa? Bài số 2 nói là gì? Đây, có một một bạn đúng không? Kalina đúng không? Cho ba bạn nhé, cho ba bạn, đây ba bạn này xem cái điểm của mình nhé. Tuy nhiên thì Kalina thì không phải là người liên quan đến cái bài, cho cái tức là trong cái thứ tự mà mình cần cần nói ở đây đúng không? Chỉ cần biết rằng là cái điểm của cái cô Kalina này thôi, được chưa? Đấy. Thế thì bây giờ này, sau khi cái cô Kalina này này cho anh quay này, Marty này và Shana xem điểm của Kalina đúng không? Thì quay quay là một này, Marty này và Shana đều có cái phát biểu riêng của mình đúng không? Và đặc biệt cái điều kiện nó là gì? Khi họ không nói gì cả thì tức là tất cả phát biểu này là đúng nhé, nhớ lời thầy. Nếu mà họ không nói gì thì tất cả phát biểu là đúng, còn khi họ nói là ít nhất một phát biểu sai hoặc là có một phát biểu sai đúng không, thì chúng ta sẽ họ sẽ nói luôn ở đây nhé. Còn khi họ không nói gì thì tức là cả ba phát biểu là đúng, được chưa nhỉ? Đúng không? Bây giờ này, sau khi xem bài của Kalina, quay mới nói rằng gì? Ít nhất hai người trong số bốn chúng ta đúng không, có cùng điểm với nhau. Tiếp này, Marty sau khi xem điểm của Kalina, Marty phát biểu một câu là tôi không phải là người thấp điểm nhất đúng không? Và Shana nói là gì? Sau khi xem điểm của Kalina, Shana nói là gì? Tôi không phải là người điểm cao nhất. Đấy. Thì giờ mình sẽ phải phân tích cái tâm lý, phân tích cái thực tế mà sau khi họ xem điểm của Kalina, dựa vào đâu họ lại có thể phát biểu những cái chân lý này đúng không? Là mình phải phân tích cái điều đó nhé. Rồi, giờ sang cái phần phân tích cụ thể. Được chưa? Bây giờ quay nói là gì? Sau khi xem điểm của Kalina nói ít nhất tôi chắc chắn rằng có hai người trong số bốn chúng ta có cùng điểm. Vậy dựa vào đâu có thể làm cho quay khẳng định điều này đúng không? Vậy suy luận luôn rồi. Vậy chắc hẳn là quay đã bằng điểm Kalina rồi, thì quay có thể là gì nhỉ? Mới khẳng định được rằng điều này đúng đúng không? Bây giờ quay mà thấy điểm Kalina bằng điểm mình thì quay có thể nói rằng à, tôi chắc chắn một điều rằng có hai người trong số chúng ta có thể là hơn, có thể là ba hoặc là có thể bốn chúng ta cùng điểm nhau đúng không, nhưng mà tôi không biết có hơn hay không, nhưng mà chắc chắn có hai người đó là tôi và Kalina bằng điểm nhau rồi đúng không? Đấy nhá. Vậy chúng ta có thể nói với nhau rằng quay và Kalina đã bằng điểm gì? Bằng điểm nhau nhá. Đây, ví dụ như thầy có thể đây bằng điểm nhau thì thầy đã đây ví dụ quay và Kalina đúng không? Đây là quay này. Và đây là cái gì? Kalin gì? Kalina đúng không? Đã bằng điểm nhau rồi nhé. Thầy đã xếp theo thứ tự tăng dần, cao thấp đây rồi đúng không? Tuy nhiên thì đây có cái quay và Kalina này đã bằng điểm gì? Bằng điểm nhau. Đúng không? Được chưa? Tiếp này, Marty sau khi xem điểm của Kalina nói là gì? Tôi không phải là người thấp điểm nhất. Điểm thấp nhất đúng không? Thì dựa vào đâu để Marty có thể khẳng định điều này đúng không? Chắc chắn mình suy luận rằng chắc chắn Marty đã thấy mình có người thấp hơn điểm hơn mình rồi đúng không? Và người đó chính là Kalina đúng không? Sau khi xem điểm của Kalina thì Marty chỉ biết được điểm của Kalina và điểm của mình thôi đúng không? Mà khẳng định, dám khẳng định một điều rằng tôi không phải là người thấp điểm nhất
Vậy chắc chắn Marty đã gì? Đã cao hơn gì? Đã cao hơn được Kalina rồi. Đấy nhá. Vậy cái thông tin đầu tiên, thông tin thứ hai nữa, đó là Marty và Kalina. Thì chúng ta đã biết rằng, đây, Marty và Kalina. Thì biết rằng Marty cao điểm hơn gì? Cao điểm hơn Kalina nhá. Kalina. Ok chưa? Đây là hai thực tế mà mình đang thu gom được. Thứ nhất quay bằng điểm Kalina, thứ hai là Marty cao hơn điểm Kalina, đúng không? Và cuối cùng đó là Shana, sau khi xem điểm Kalina nói rằng tôi không phải là người điểm cao nhất. Vậy ngược lại với trường hợp thứ hai này thì chắc chắn Shana đã thấy mình thấp hơn điểm hơn Kalina rồi, đúng không? Bởi vì cô ta đã thấy rằng tôi thấp điểm hơn Kalina rồi thì chắc chắn không phải là người cao nhất rồi, đúng không? Vậy chúng ta lại có thêm một cái thông tin nữa, đó là gì? Đó là đây, để di chuyển này sang đây một chút nhé. Đấy, thế bây giờ thêm một cái thông tin nữa, đó là gì nhỉ? Shana lại đã thấp điểm hơn gì? Shana thấp điểm hơn gì? Kalina, đúng không? Đấy, được chưa? Vậy với ba cái thông tin này, thứ nhất Marty này cao điểm với Kalina này, đúng không? Đấy nhá, vậy mình có thể xác định được thì đó là gì nhỉ? Vậy Marty cao điểm này, cao điểm nhất này, đúng không? Marty này, sau đó đến Kalina, đúng không? Đấy, và Shana thấp điểm hơn Kalina. Đấy là đúng, chính là Shana ở gì? Shana ở gì? Ở giữa, ở dưới cùng. Được chưa? Đấy nhá. Vậy là nếu mà chúng ta cần thầy xin lỗi, thì mà quay lại gì? Quay lại bằng điểm Kalina, đúng không? Đây, chúng ta sẽ có để đây, thay cái này vào trong đây, đúng không? Đấy nhá. Vậy là hai người này bằng điểm nhau, và Marty là cao điểm nhất và Shana là thấp điểm nhất, đúng không? Đấy, thì giờ họ hỏi cái gì? List the scores, đúng không? From lowest to highest. Vậy sẽ sắp xếp điểm gì nhỉ? Từ thấp nhất đến gì? Cao nhất, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp, mà họ chỉ sắp xếp Marty quay và Shana thôi nhé. Vậy là từ thấp nhất cho đến cao nhất đó là Shana, đúng không? Cho đến quay và gì? Marty nhé. Và đấy chính là cái đáp án của chúng ta, được chưa? Shana này, sau đó đến quay này, và đến Marty, được chưa? Đấy, đây là đáp án của chúng ta. Đây chính là answer nhé. Được chưa? Nhá, kiểm tra lại xem có đúng không? Nào, quay bảng từ không, hai người bằng điểm nhau, đúng không? Ít nhất hai người bằng điểm nhau, đúng không? Marty bảng từ không phải là người thấp nhất, đúng không nhỉ? Marty chính là người cao nhất. Và Shana bảng từ không phải là người gì? Cao nhất, đúng không? Mà chính là người gì? Thấp nhất. Được chưa? Xong nhá. Vậy đáp án chúng ta là gì? Shana thấp nhất, rồi mình quay và đến Marty cao nhất. Được chưa? Rồi, giờ đây sẽ sang bài tiếp tục. Chắc là đến bài 4 này thôi nhỉ? Bài 4 cũng là bài 4 của chúng ta đọc về bài cùng thầy nhé. Ami này, Bill này và Celine này là những người bạn nhưng mà lại khác tuổi, được chưa? Và điều đặc biệt đó là gì nhỉ? Trong ba phát biểu này chỉ có một phát biểu là đúng thôi, đúng không nhỉ? Mà đấy, một phát biểu là đúng, vậy chúng ta phải xác định với nhau rằng chúng ta phải tìm được phát biểu đấy đúng. Và khi chúng ta sẽ làm phương pháp giả sử, đúng không? Giả sử một phát biểu đầu là đúng, đúng không? Khi chúng ta giả sử phát biểu đầu là đúng thì chúng ta đã phải công nhận với nhau rằng hai phát biểu còn lại là sai. Và hai phát biểu còn lại là sai
thì thông tin ngược lại của nó mới là đúng, đúng không? Và đáp án cái câu hỏi chúng ta là gì nhỉ? Để, sắp xếp đúng không, tuổi từ già già nhất đến trẻ gì trẻ nhất, được chưa nhé? Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử nhé. Đầu tiên chúng ta thử phát biểu đầu tiên là đúng đúng nhỉ, được chưa? Đấy, nếu phát biểu đầu tiên là đúng thì Bill là người già nhất, đúng không nhé? Bill là người già nhất này, đấy, đúng không nhỉ? Nhưng mà phát biểu thứ hai, Amy là không phải là người già nhất, nhưng mà phát biểu này là sai. Vậy phát biểu cái thông tin ngược lại của nó mới là đúng, mà thông tin ngược lại của phát biểu này chính là gì? Đó là Amy là người già nhất, đúng không? Đấy, vậy cái phát biểu thứ hai là sai, vậy dẫn đến một cái thông tin đó là Amy cũng là người già gì già nhất, được chưa? Và phát biểu thứ ba là sai, là Celine không phải là người trẻ nhất, đúng không? Vậy Celine phải là người trẻ nhất, bởi vì phát thông tin này là thông tin sai, đúng không? Trẻ nhất thì gọi là đây là đấy. Vậy trong lần thứ nhất mình đã thầy lại xác định được hai người già nhất, đúng không? Vậy cái lần thử một này của chúng ta là sai, được chưa nhé? Xong, bây giờ thầy sẽ không thử trường hợp đầu tiên là trường hợp đúng nữa, đúng không? Thầy lại thử trường hợp thứ hai là trường hợp đúng, đúng không? Khi thầy giả sử rằng cái trường hợp thứ hai là trường hợp đúng thì thầy đã ngụ ý rằng hai trường hợp còn lại là trường hợp sai, được chưa nhỉ? Vậy thử thứ hai nhé. Amy không phải là người già nhất, đúng không? Amy của chúng ta chỉ có thể hoặc là trường hợp thứ hai, đúng không? Già thứ hai, hoặc là gì nhỉ? Hoặc là gì nhỉ? Hoặc là trẻ nhất, đúng không? Được chưa nhỉ? Là trẻ nhất. Đấy, vậy là hoặc là gì? Hoặc là thứ hai, hoặc là trẻ nhất. Được chưa? Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem thông tin này có mâu thuẫn gì nhé. Thông tin phát biểu đầu này, Bill là người già nhất, và thông tin này là thông tin sai, vậy chắc chắn Bill không phải là người già gì, không phải là người già nhất nhé. Vậy chỉ có thể là hai, già thứ hai hoặc là già thứ gì, thứ ba mà thôi, đúng không? Đấy, mà Celine phát biểu thứ ba này, Celine không phải là người trẻ nhất, đúng không? Vậy Celine làm sao nhỉ? Chính là người trẻ gì? Trẻ nhất, đúng không? Vậy cái này, bởi vì phát biểu này là phát biểu sai, đúng không? Phát biểu của nó là Celine, phát biểu của nó nói là gì? Celine là người trẻ nhất, nhưng tuy nhiên phát biểu sai, vậy suy ra Celine không phải là người trẻ nhất. Thế chứ là Shirley là người trẻ nhất, đúng không? Tức là Shirley chính là người thứ ba, được chưa? Thế trong trường hợp thứ hai này thì chúng ta lại thấy một điều vô lý là không có người thứ nhất, không xác định là người trẻ nhất, già nhất, đúng không? Vậy chúng ta có thể nói với rõ rằng cái trường hợp thứ ba mới là trường hợp nói đúng, đúng không nhỉ? Nói thật, đó là gì? Đó là Celine không phải là người trẻ nhất, đúng không? Đấy, vậy Celine không phải là người trẻ nhất, Celine chỉ có thể là người già nhất, đúng không? Hoặc là người già thứ hai, đúng nhỉ? Đấy, bây giờ quay lại hai cái điều kia, đó là Bill là người già nhất, mà phát biểu này là phát biểu sai. Vậy suy ra Bill không phải là người già nhất, đúng không? Vậy Bill có thể là chỉ có thể là gì nhỉ? Thứ hai hoặc là thứ gì? Thứ ba, đúng không? Tiếp này,
phát biểu này là phát biểu gì đây? Thứ hai này nói Ami không phải là người già nhất, và đây là phát biểu sai đúng không? Thì chúng ta có thể khẳng định rằng cái thông tin ngược lại của nó vẫn đúng, tức là Ami chính là người già gì, già nhất, được chưa? Vậy đây chính là người già gì, già nhất nhé. Vậy bây giờ chúng ta đã xác định được cái người già nhất đó là Ami. Vậy mình sẽ bỏ cái trường hợp của Selin là người già nhất đi đúng không? Vậy Selin sẽ là người già thứ gì? Già thứ nhì. Sau đó cuối cùng Bill chính là người gì? Trẻ nhất. Được chưa? Bây giờ cái answer của chúng ta là gì? Từ oldest đến youngest đúng không? Thì nó sẽ có cái gì nhỉ? Answer nhé. Oldest chính là Amy đúng không? Và đến đến gì nhỉ? Celine đúng không? Rồi đến cái Bill. Được chưa? Đấy là từ già nhất cho đến trẻ gì? Trẻ nhất, già nhất, Amy, Celine và Bill. Ok, rồi xong. Đấy, vậy một bài toán đơn giản thế thôi. Mà để chúng ta đưa ra đáp án chúng ta phải lập luận rất là nhiều đúng không nhá, nhưng mà không sao, chúng ta có cái phương án phương pháp cho làm đúng không, giả sử thế này giả sử thế kia đúng không, phân tích xem cái điều giả thử chúng ta có mâu thuẫn hay không, đấy là một cái kỹ năng nhá, là cố gắng được chưa. Rồi bây giờ sang đến cái level 4 được chưa, chúng ta sẽ có cái bài bài 1 này được chưa, bài toán khá là hơi dài một chút được chưa nhỉ. Hai người đàn ông đúng không, rất là lập dị đúng không nhỉ, sống trên một cái đất nước cũng lập dị luôn, tên là Peter đúng không, và Peter này nói dối vào ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư, còn nói thật vào tất cả ngày còn lại. Paul này, ông Paul này thì cũng nói dối vào ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, và nói thật vào tất cả những ngày còn lại đúng không, và vào một hôm hai anh phát biểu một câu là gì, Peter lại phát biểu một câu là gì, ngày hôm qua là một trong những ngày nói dối của tôi đúng không, và Paul cũng bảo như thế, hôm qua cũng là ngày nói dối của tôi đúng không? Đấy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ để làm được bài này thì sẽ có cái phương pháp như chúng ta đi sau, chúng ta phải kẻ cái bảng ra nhé, đó là từ thứ hai đến chủ nhật chúng ta viết ra xem thế hôm nào ông nào nói dối, hôm nào ông nào nói thật đúng không, rồi đó sau đó chúng ta sẽ đi tính tiếp cái phần thứ hai này nhé, được chưa. Rồi bây giờ chúng ta làm cùng thầy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ có cái đầu tiên này, Peter này nói thật, bây giờ nếu nói dối thì ghi là chữ L nhé, còn nói thật thì ghi là chữ T, được chưa? Là Peter nói dối vào ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, nói dối L L L, được chưa? Còn nói thật true 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 ở đây, ok chưa nhé. Còn Paul thì sao, nói dối vào thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, đây năm đây đúng không, đại Paul đây, nói dối line 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 đúng không, và rồi nói thật là gì, chu chu chu, ok chưa nhá. Đấy, xong. Vậy điều đầu tiên mình đã khai thác được toàn bộ những cái ý ở trên này đúng không, bây giờ mình đi sẽ khai thác cái ý ở dưới được chưa nhỉ nhá. Vậy bây giờ này mình sẽ phân tích này, Peter nói gì, hôm qua là một ngày nói dối của tôi đấy, mà mình không biết cái hôm ông ta nói là hôm ông ta nói thật hay cái hôm đấy ông ta nói dối đúng không. Vậy bây giờ mình phải chia thành hai cái trường hợp cho thầy nhé. Vậy bây giờ phải chia thành hai trường hợp cho thầy. Trường hợp đầu tiên đó là cái trường hợp mà hôm đó là ngày nói gì, hôm đó là ngày nói gì, nói thật của ông ta đây nhé, đấy ví dụ là thật của ông ta
đúng không? Ví dụ đây là hôm ông ta nói và đây là hôm trước ông ta nói, trước cái ngày hôm 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 đó, đúng không? Nếu hôm hôm đó anh nói thật, đúng không? Thì hôm trước đó thì đúng thật là một ngày nói dối, đúng không? Bởi vì hôm đó ông ta nói thật mà ông ta bảo là hôm trước là một ngày nói dối thì hôm trước là ngày nói dối thật, đúng không? Đấy nhá, đây là cái đầu tiên, trường hợp đầu tiên. Thì nói lại này, nếu cái hôm ông ta nói là hôm ông ta nói thật thì hôm trước đó thì đúng thật là ngày nói dối, bởi vì ông ta nói là hôm hôm trước đó, hôm trước tức là hôm qua là một ngày nói dối của tôi, đúng không? Mà hôm đấy ông ta nói thật thì chắc chắn hôm qua là ngày nói dối thật. Chúng ta có từ lie và từ true đứng liền nhau như này, được chưa? Bây giờ thầy sẽ xét cái trường hợp thứ hai, đó là nếu nhỡ đâu hôm đấy ông ta là một ngày nói dối thì sao, đúng không? Nếu hôm ta hôm đó là một ngày nói dối mà ông ta nói là gì, hôm qua tôi là ngày nói dối của tôi, vậy mà cái câu đấy là đó là câu nói dối, vậy hôm qua không phải là ngày nói dối mà chính là ngày nói gì, thật, được chưa? Đấy nhá. Vậy bây giờ mình sẽ thấy được rằng hoặc là like true đi liền nhau như này, hoặc là true với like đi liền nhau như này, được chưa nhá. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xác định xem là cái trường hợp nào là trường hợp đúng nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ xác định được rằng ở trường hợp Peter này, xem là có hai ngày nào là hai ngày liền nhau like với chu nhỉ không, đúng không? Like với chu, đây có trường hợp này, đây là like với gì, like với chu là đi liền nhau, đúng không? Đây trường hợp này, đây chính là cái trường hợp này, đúng không nhỉ? Nhá, like với chu đi liền nhau như thế này. Và trường hợp thứ hai là chu với like, chu với like đi liền nhau thì sao? Chu với like đi liền nhau thì có trường hợp ở đây chu đi trước và like đi sau, tức là hôm sau chính là hôm thứ hai của ông ta, đúng không? Cũng 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 hợp lý, đúng nhỉ? Vậy hoặc là đúng không, hoặc là hôm hôm đó là hôm thứ hai, hoặc đó hôm đó là hôm gì, thứ gì, thứ năm, được chưa nhá. Đấy, vậy chúng ta xác định được hai trường hợp như thế. Tuy nhiên sang Paul xem nào, Paul thì cũng bảo như thế đúng không? Vậy bây giờ trong trường hợp Paul cũng tương tự, chúng ta sẽ tìm được trường hợp xem nào, like với Chu đứng liền nhau đúng không? Like với Chu đúng không? Like với Chu đứng liền nhau đúng không? Hoặc là Chu với like đứng liền gì, đứng liền nhau, được chưa nhé. Có cái vấn đề gì không nhỉ? À sorry, thế rồi, chỗ này chúng ta lại phải sửa lại nhé. Này là Paul chỉ nói thật, à, nói dối và gì nhỉ? Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thôi nhé, không có chủ nhật. Vậy cái này phải là true, được chưa? Vậy trong trường hợp của Paul thì chỉ có thể là gì? Đó là thứ năm và thứ thứ tư thôi, đúng không? Đúng nhỉ? Đấy, vậy Peter có hai trường hợp, hoặc là thứ tư, thứ năm, hoặc là thứ gì, chủ nhật và thứ hai, được chưa? Nhưng mà Paul chỉ có thể là thứ tư và thứ gì, thứ năm thôi, đúng không? Mà hai ông này nói cùng một ngày, vậy hôm đó chắc chắn là hôm gì, hôm thứ gì, hôm thứ năm rồi, được chưa nhá. Vậy hôm đó là hôm thứ gì, thứ năm, được chưa? Đây, để đánh dấu cái này lại. Ok chưa? Rồi, bây giờ thầy giảng lại một lần nữa nhé. Bây giờ là Peter nói dối này, 2, 3, 4 này, đúng không? Và nói thật tất cả còn lại, thầy thật, 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 đúng không? Paul thì nói gì? Nói dối là
Thursday, Friday và Saturday nhé, còn lại tất cả nói thật, đúng không? Đấy. Thế thì bây giờ ông ta nói, Peter nói là hôm qua là ngày nói dối của tôi, vậy, đúng không? Có thể ông ta hôm đấy nói thật, thì hôm qua nói dối thật, đúng không? Ông ta hôm đấy nói thật thì hôm trước đó cũng là nói dối, đúng không? Hoặc là hôm đó là ngày nói dối, đúng không? Thì hôm trước đó phải là người nói thật, được chưa? Đấy nhá. Còn Paul này nói cũng tương tự như thế, thì mình cũng xác định được rằng hoặc là gì, true với lie, hoặc là lie với gì, lie với true. Cái trường hợp này của Paul chúng ta không tìm được, đúng không? Trường hợp này chúng ta tìm được chính là thứ tư và thứ năm, đúng không? Vậy hai người đó đã nói câu này vào thứ gì, thứ năm, được chưa nhé? Rồi, answer của chúng ta chính là gì? Answer là chính là Thursday nhé. Rồi, xong cái bài này, được chưa? Đấy, chắc là chúng ta sẽ chuyển sang level 5 luôn nhé. Vì cái bài tiếp theo của level 4 thì nó cũng rất là giống bài này thôi, được chưa? Chúng ta sẽ sang level 5 luôn, được chưa nhỉ? Đây, nó cũng tương tự nhé. Chúng ta sẽ về nhà làm trên phiếu của thầy, được chưa? Rồi, giờ sang đấy, chúng ta cũng cài bảng thế này nhé, thầy đã hướng dẫn cho chúng ta cách làm như thế, được chưa? Rồi, sang cái level 5. Cái level 5 này chúng ta chỉ có một bài thôi, được chưa nào? Thì cái level 5 này chúng ta sẽ dùng cho dành đa số dành cho các bạn lớp 5, lớp 6, lớp 7 gì đó nhé. Chúng ta thử sức. Tuy nhiên thì những cái bạn lớp dưới, đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng lại nếu thử sức level 5 thôi. Chúng ta sẽ đến level 4 thế thôi nhé. Thì cái level 5 này có cái bài toàn hack não như sau, được chưa em? Giác, đúng không? Đây là một thầy giáo nhé, có 3 học sinh và thầy Giác này mới đưa cho mỗi bạn một cái số bí mật không ai biết của ai cả, đúng không? Bob, Mark và Joe, đúng không? Không ai biết số của ai được, chỉ biết rằng tổng 3 số này bằng 10, được chưa? Và Bob nói là gì nhỉ? Sau khi nhìn số của mình ấy, biết tổng 3 số bằng 10 nhé, sau khi nhìn số của mình ấy, thì Bob nói là gì? Tôi chắc chắn rằng Mark và Joe lại có hai số khác nhau, tức là số của Mark và số của Joe là hai số khác nhau, được chưa? Thì sau khi nghe thấy Bob nói thế thì Mark lại nói là gì? Nếu mà thế thì tôi nghĩ rằng tôi đã đoán được số của Bob và số của Joe rồi, đúng không? Nhưng mà không biết, tức là đã đoán được hai số của Bob và Joe là hai số nào, nhưng tuy nhiên không biết ai đang sở hữu số nào và ai đang sở hữu số nào mà thôi, được chưa? Thì chúng ta sẽ phải xác định số của gì, Mark, được chưa? Cái bài này là bài hơi phức tạp một chút nhỉ? Thì bài này thì nghĩ rằng nó sẽ hơi phức tạp, đúng không? Bây giờ thì sẽ xem thầy phân tích nhé. Thứ nhất này, tổng 3 số bằng 10, đây là sự thật mà ai cũng biết, đúng không? Đấy, chính là cái mấu chốt, cái then chốt của vấn đề nằm ở chỗ này nhé. Tổng 3 số bằng 10, được chưa? Đấy, vì sau khi nhìn số của mình ấy thì Bob bảo là tôi chắc chắn số của Mark và số của Joe là hai số khác nhau, đúng không? Vậy vì sao mà Bob có thể phát biểu được câu này, đúng không? Đấy, vậy mình biết rằng tổng bằng 10 rồi, đúng không? Vậy nếu mà số của Bob là một số lẻ, đúng không, thì 10 trừ đi một số lẻ nó sẽ ra một số lẻ,
đúng không? Đấy, vậy nếu mà Bob biết số của mình là số lẻ thì Bob chắc chắn rằng tổng hai số của Mark và Joe là một số lẻ. Mà đã tổng của hai số mà là một số lẻ rồi thì không thể nào mà hai số đó có thể giống nhau được, vì hai số giống nhau cộng lại với nhau luôn luôn là một số chẵn. Có đồng ý với thầy cái đấy không? Đúng không nhỉ? Đấy. Vậy mình có thể khẳng định với nhau rằng Bob chỉ có thể phát biểu được câu đấy, chắc chắn được cái điều đấy nếu số của Bob là một số lẻ. Đúng không? Để cho tổng hai số của Mark và Joe cũng là một số lẻ, và dẫn tới một cái điều mà Bob khẳng định rằng số của Mark và số của Joe không là hai số khác nhau. Tức là hai số khác nhau. Đúng không? Đấy. Vậy mình có thể khẳng định với nhau rằng số của Bob là một số lẻ. Bởi vì nếu số của Bob là một số chẵn thì tổng hai số còn lại cũng sẽ là một số chẵn. Và số chẵn chia hết cho hai, đúng không? Đấy, tức là có thể hai bạn kia có số giống nhau được, nhưng mà Bob đã khẳng định là không thể giống nhau được. Vậy mình có thể chắc chắn rằng số của Bob là số lẻ. Đúng không? Nhá. Ok. Đấy. Thì nếu Bob, số của Bob là số lẻ. Được chưa? Đấy. Thì mình có thể giả sử được, đúng không? Số của Bob đây, số của Bob có thể là số gì? 1 3 5 7 hoặc gì? 9 nhá. Được chưa? Vậy tổng của hai số người còn lại đó là gì? Có thể là gì? Nếu tổng hai số người còn hai số của tổng hai người còn lại đúng không? Có thể là bằng mấy? Có thể là bằng 9 đúng không? 7 5 hoặc 3 gì nào? Có thể bằng 1 không? Có thể bằng 1. Đúng không? Một số một. Đúng không nhỉ? Đấy nhá. Vậy nếu số của Bob là 1 thì tổng của hai số còn lại là 9, số của Bob là 3, tổng còn lại là 7. Số Bob còn là 5, tổng còn lại là gì? 5. Tương tự 7 là 3, 9 là gì? Là 1. Được chưa? Nhá. Nhưng tuy nhiên, vậy bây giờ Bob phát biểu câu đấy, vậy chắc chắn Mark, đúng không? Sau khi Bob phát biểu cái đấy, Mark cũng đã nói là gì? Rồi, vậy chắc chắn tôi đã đoán được số của Bob và số của Joe rồi. Nhưng mà chỉ không biết rằng số nào của là của ai thôi. Đấy, bây giờ mình phân tích tiếp. Làm sao mà Mark có thể chắc chắn điều này? Đúng không? Đấy, vậy làm sao Mark có thể chắc chắn điều này? Vậy cũng như thầy trò mình vừa đang nói đúng không? Vậy chắc chắn Mark cũng đã biết rằng Bob đã cái số của Bob là một số lẻ, thì Bob có thể gì mới có thể nó phát biểu điều này, và thầy trò mình đã biết điều đấy và chắc chắn Mark cũng biết điều đấy, đúng không nhá? Vậy sau khi Mark biết được rằng số của Bob là số lẻ thì Mark lại phát biểu rằng à vậy chắc chắn tôi biết được số của Bob nhưng và số của Joe, nhưng mà không còn không biết số nào là của ai thôi. Đấy. Vậy chỉ một cái manh mối đó là biết được rằng Bob là một số lẻ, số của Bob là số lẻ và Mark có thể biết được hai số còn lại. Đúng không? Thì làm cách nào có thể được điều đấy, đúng không? Vậy bây giờ mình thử trường hợp thôi. Đúng không? Vậy bây giờ nếu mà Bob được chưa? Tức là trong trường hợp mà Mark đã biết số của mình, vậy bây giờ mà biết thêm cái thông tin đó là số của Bob là một số lẻ, đúng không? Thì Mark có thể đưa ra được một cái cách phân tích, được chưa? Đó là chỉ có một cách phân tích tổng hai số, đúng không? Của hai số còn lại, chỉ có viết được một cách phân tích mà thôi, được chưa? Nhé. Thầy nói lại, đó là gì?
Sau khi biết số của mình và biết được rằng số của Bob là số lẻ, thì Mark có thể đoán ra luôn được hai cái số còn lại, đúng không? Chỉ khi nào? Chỉ khi mà cái tổng còn lại sau khi lấy 10 trừ đi số của Mark ấy, thì cái tổng đấy chỉ có thể phân tích được thành, chỉ có một cách phân tích cái tổng đấy thành hai số cộng lại với nhau mà thôi. Được chưa? Thì lúc đó Mark mới có thể nói rằng tôi biết được số này còn lại. Được chưa nhỉ? Nhá. Vậy, vậy chúng ta sẽ thử. Thì chúng ta sẽ thử. Đó là số của gì? Số của anh ta là số, số mấy nhỉ? Đây là số của Bob, tức là số của Mark là số mấy? Là số 6. Đúng không? Bây giờ mình giả sử này, ví dụ là Mark là số 6 mà biết được rằng anh Bob kia là số lẻ, đúng không? Thì mình lấy 10 trừ đi 6 bằng mấy? Bằng 4. Vậy thì số 4 đấy chỉ có thể phân tích được thành số lẻ, hai số lẻ, đó là 1 cộng với gì? Cộng với 3. Đúng không? Tức là gì? Mình sẽ thử thôi nhé. Thử tức là Mark, số của Mark là số 6. Được chưa? Thì cái tổng còn lại ấy, của hai bạn kia sẽ là số gì? 4, 10 trừ 6 bằng mấy? 6 bằng 4. Đúng không? Mà 4 chỉ có thể phân tích được bằng 3 cộng gì? 3 cộng 1. Đấy, đây là cái điểm mấu chốt. Đó là gì? Mark biết được rằng à, số của có một số lẻ trong cái tổng còn lại sau khi lấy 10 trừ đi số của mình rồi, đúng không? Mà Mark có thể khẳng định được rằng tôi biết hai số đó, thì tức là cái tổng mà sau khi lấy 10 trừ đi số của Mark thì chỉ có thể có một cách phân tích bằng một số lẻ cộng một số nào đó, đúng không? Nhá. Vậy mình có thể sau khi lập luận một số thì mình có thể kết luận được, sau khi một số cái cách lập luận, một số cách thử, đúng không? Mình có thể kết luận được rằng số của Mark là 6. Để làm sao? Để cho tổng còn lại là 4. Mà tổng còn lại là 4 thì chắc chắn chỉ có một cách phân tích 4 bằng 3 cộng 1. Đấy là cái mà lý do làm sao mà Mark có thể khẳng định được rằng tôi biết hai số còn lại, đúng không? Bởi vì chỉ cần biết thế này thôi, chứ không biết ai là số 3 và ai là số 1, đúng không nhỉ? Nhá. Đấy, vậy là bài này chúng ta đã giải quyết xong. Còn cách thử thế nào? Chúng ta cứ thử, bởi vì thấy không có nhiều thời gian ở đây, đúng không? Chúng ta thể thử, chúng ta có thể tự về nhà thử, được chưa? Thử thử một cái trường hợp, đó là cái số của Mark là số số 4 chẳng hạn, đúng không nhá? Giờ thì thử cho chúng ta một lần thôi, là thử Mark mà là số gì, là số 4 nhá. Thì tổng còn lại của họ, hai số người còn lại sẽ là gì? 6, đúng không? Mà 6 thầy có thể phân tích được bằng nhiều cách, trong đó có một số lẻ. Bởi vì Mark biết rằng Bob là một số lẻ, đúng không? Vì thầy có thể phân tích bằng 1 cộng với 5, hoặc bằng gì nhỉ? 3 cộng với 3, đúng không? Đấy. Vậy trong cái trường hợp này, đúng không? Mặc dù Mark biết được rằng tổng của hai người họ là 6, nhưng bác Mark không thể chắc chắn được đó là số nào. Bởi vì trong cái trường hợp này có thể có hai cách phân tích ở đây. Cái số 6 kia đó là 1 cộng 5 và 3 cộng gì? 3 cộng 3. Được chưa? Nhá. Vậy là chúng ta có thể khẳng định được rằng mình nhỉ?
Số cái đáp án chúng ta là gì? Là số của Mark là gì? Là 6. Được chưa? Đấy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại một số cái chú ý mà thầy muốn nhắc lại cho mọi người nhá. Được chưa? Chú ý đầu tiên đó là chú ý gì? Đó là cái dạng mà tất cả thông tin họ đưa ra là gì, là chính xác. Vậy cái dạng này chúng ta đã sử dụng toàn bộ công thông tin họ đưa ra nhé, và tất cả mọi thứ đều là thật, được chưa? Cái dạng tiếp tục, cái dạng thứ hai đấy, cái dạng mà nói dối nói thật đấy nhé, thì hoặc là tất cả đều là nói dối đúng không, hoặc là ít nhất một cái phát biểu là phát biểu gì, phát biểu sai, được chưa? Thì chúng ta sẽ phải giả sử nhé, giả sử một cái phát biểu nào là phát biểu sai, được chưa? Đây ví dụ như bài điển hình như này, thì giả sử phát biểu một là sai thì hai phát biểu kia phải là gì, là đúng đúng không, hoặc phát biểu giả sử phát biểu một là đúng thì hai phát biểu kia phải là gì, sai nhé. Đấy vậy cái bài này chúng ta, dạo này chúng ta hãy cố gắng đọc kỹ đầu bài xem cái điều kiện đầu bài là gì, mấy phát biểu sai mấy phát biểu đúng, được chưa? Đấy là cái điều kiện mà chúng ta phải khai thác trước nhé. Đấy thì trong bài ngày hôm nay nó sẽ hơi tức là để giải những bài toán kiểu này cần chúng ta phải suy luận rất là nhiều nhé. Chúng ta sẽ cố gắng luyện tập cho thầy trong các bài trong phiếu, được chưa? Để cho nó quen đi thôi, được chưa nào? Quen đi thì chúng ta sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn khi chúng ta gặp những bài toán logic kiểu này nhé. Rồi hôm nay chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta học thế thôi nhé, cố gắng thì làm bài tập đầy đủ trong phiếu của thầy nhé, thì thầy sẽ đưa đáp án lên vào dịp cuối tuần, được chưa? Rồi chúc mọi người có những bài giảng thú vị, được chưa? Thì nhớ rèn luyện sức khỏe thì ở nhà để tránh trong cái đợt dịch bệnh này nhé. Rồi thôi chào mọi người.